Và chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ hai. Đây là màn hình máy game thủ công anh góc 12 giờ. Có 7 hiêu và đá 7 hiêu này về luôn. Đi tìm bãi gỗ để đóng S hay không? Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Khi mà gỗ đầu nói chung là cũng gần nhưng mà không thích. Không, mà nó cũng chẳng phải là gần quá đâu. Kìa, không anh? Không. Dường như cái phong cách mà đóng S trước nó không phù hợp với Hồng Anh thì phải. Bài này thì gỗ đầu cũng không phải là gần quá. Nhưng mà anh vẫn cứ thích ấy thôi. Anh vẫn cứ thích đóng BG trước thôi. Nhưng mà đáng nhẽ mà nếu mà gặp các game thủ khác như chim sẻ nắng thì có lẽ thằng chim sẻ sẽ lùa về hiêu để về luôn và đi tìm cánh rừng để ăn. Nhưng mà anh lại không lựa chọn phương pháp đấy. Ở mỗi người một phong cách. Có lẽ do phong cách này thì không hiểu ông anh nhiễm từ đâu. Cái phong cách mà nhìn thấy quả mà đóng BG luôn thì đấy là một phong cách mang đậm thương hiệu của BB. Hai nhà không chậm dân. Và đây là một bài mà nhà game thủ Hồng Anh không được đẹp như trận đấu trước rồi. Đây là một bài mà nhà game thủ Hồng Anh không nhiều rừng. Không nhiều rừng. Từ đầu đến giờ đi dò chúng ta có thấy rằng hết mấy vòng rồi mà vẫn chưa thấy cánh rừng nào xuất hiện trên bản đồ cả. Hơi đáng tiếc. Có voi. Có câu về không? Có nông dân đạo một đi dò và gặp voi. Thế là vậy là có câu hay không? Chắc là câu thôi. Rừng không có. Bài này đánh 20 mấy dân thì hợp lý. Ép được 23 cộng 1 thì tươi quá. Nhưng mà hiêu hiếc không biết có phải 7 con hay không. 7 con hiêu, 1 con voi đá về. 23 dân cộng 1 thì chắc nó vẫn đánh được. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái bài 23 dân cộng 1 mà công chết đối phương thì tôi không thấy nhiều nữa rồi. Không thấy nhiều như ngày xưa. Ngày xưa thì tôi có nhớ cái trận mà Dino Show. Anh đánh 26 dân cộng 1 kích 10-10. Chuẩn lắm. Đợt đấy là tôi vẫn nhớ trận thi đấu đấy là trận thi đấu mà Dino cầm màu 2 ở khu vực góc 9 giờ. Còn chiến tướng nhà ở khu vực góc tầm 4 giờ gì đấy. Trận đấu đấy là một trận thi đấu mà hồi đấy là anh vẫn có bình luận cơ. Hồi anh Duly anh vẫn bình luận. Dino cầm màu 2 đánh 26 dân cộng 1 kích 10-10. Vâng, tưởng xem thì đúng là thật mọi thứ hoàn hảo hết, không lỗi tí nào cả. Vừa xây xong 5 nhà A thì tên cung đầu tiên chiến tướng đến. Và chiến tướng đánh 23 dân cộng 1. Trận đấy hình như là không biết là anh Duly hay anh G-Man. Hình như là anh G-Man thì phải. Vâng, đúng là đấy là mấy cái trận đấy là đúng là mấy trận để đời của làng Ngoe Trung Quốc. Mấy trận mà thật sự là gây sốc luôn. Bởi vì những người mà như Dino thì thực sự ngày xưa tôi thấy là Dino đánh là một trong những người đánh không có lỗi. Về việc sóc quân, về việc cơ cấu nhà cửa, đúng thật là Dino anh không có một tí lỗi đâu cả. Để tìm được lỗi của Dino thì cực kỳ khó. Thế nhưng mà khi mà thi đấu với lại các game thủ Trung Quốc thì chúng ta mới có thể thấy được là mình vẫn còn nhiều lỗi. Nếu mà chỉ thi đấu nội bộ trong nước thôi thì đúng thật là Dino anh là một người đánh không có tí lỗi nào cả. Nhưng mà khi mà ra đến đấu trường quốc tế thì mọi thứ nó khác bọt hoàn toàn. Và thời điểm hiện tại cũng vậy. Chim sẻ hay là Hồng Anh, các anh cũng đều như thế thôi. Nếu như mà đánh ở trong nước thì chim sẻ anh sẽ là một cái gì đấy mà người ta sẽ cảm giác đó là hoàn hảo nhất rồi và không còn ai có thể hơn được nữa. Thế nhưng mà khi ra đến đấu trường thế giới, khi mà là thi đấu với các game thủ Trung Quốc thì chúng ta cũng phải thấy rằng chim sẻ vẫn có được một cái gì đấy cần phải hoàn thiện.
Hồng Anh có đi dò nhà đối phương bằng một con nông dân hay không. Trận đấu này thì có lẽ rằng sau khi mà lên xong đời 3 thì có lẽ rằng game thủ Hồng Anh sẽ cho một con nông dân đi dò nhà, đi dò nhà đối phương để đẩy tới khung giờ đầu tiên sớm. À, đẩy tới khung giờ đầu tiên chuẩn. BB đóng ở đâu? Ở đây. Vâng, rất gầu. Bài này mà đánh thủ thì tôi nghĩ là không có cửa. Chỉ có nước là đánh công thôi. Đánh ở thế công. Bài 26 dân cộng 1. À nhầm, 25 dân cộng 1 là 26. Vâng, ở thể loại xe này về solo cung giờ thì cũng rất là người ép đời sớm nhất mà tôi từng được xem, thì đó là cái trận mà đi hộ sâu đánh vừa rồi tôi nói. Trận đấy thì chiến tướng kích đời ở tầm 9 phút 15. Kích đời tầm 9 phút 15. Và dâng 5 nhà VA. Kết liễu sớm. Ở thời điểm hiện tại thì tôi thấy ít có những cái bài đánh như thế. Ít cái kiểu là đánh ít dân mà dâng Nga. Có mỗi cái hôm mà Xen Long đánh với lại chim sẻ là cái bài đánh 23 dân chết 1 đánh chắc nhà. Cái bài đấy cũng là một bài dị. Hai ba dân chết một và cuối cùng thì lại sóc dân còn nhanh hơn cả chim sẻ. Trận thi đấu này thì nhà đối phương sẽ ở trong góc 6 giờ hoặc ở trong khu vực góc 9 giờ. Đấy là điều mà ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà tôi không thấy rằng Hồng Anh đi một con nông dân vào trong khu vực góc, vào trong khu vực góc 9 giờ. Thế theo phong cách mà đánh AC của Hồng Anh thì anh sẽ là cắt một con nông dân ở cái bãi gỗ đầu tiên vào khu vực góc 9 giờ để xem nhà đối phương ở trong đấy không. Rồi đấy anh sẽ bắt đầu xử lý tình huống và đi những tầng khung giờ đầu tiên hoàn hảo. Nhưng mà trong kèo xe này thì tôi không thấy Hồng Anh áp dụng cái bài đấy vào trong này nữa. Có lẽ là do nông dân của AC chạy nhanh hơn 33%, chính vì thế mà Hồng Anh mới áp dụng cái bài đấy vào trong những trận đánh AC. Còn trong những trận đánh xe này thì nông dân xe nó chạy chậm hơn do AC thì chắc là Hồng Anh không áp dụng bài đấy. Vâng, timeline là 31/36. 4A đều. Đơn cung đờ đầu tiên thì Hồng Anh sẽ quyết định xuống đâu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, đi vào đâu. Vâng, xong bắt đầu là lại buôn dân để đưa về đánh đời 4 đi. Như trận trước đi. Trận này mà đưa về đánh đời 4 đạp đôi nó đạp nhẹ cái là game thủ Hồng Anh chết. Vì nó có quá nhiều hướng này để cho đạp đôi nó đạp. 3-3 dân, hai game thủ sóc dân, ông hai ông này được cái là hợp nhau. Sóc dân lúc nào cũng chỉ thời nói chung là sóc dân là ngang theo nhau cả thôi. Khít lắm. Không thấy lỗi gì cả. Vâng, Hồng Anh, đây mới đúng là một định nghĩa là sóc quân đều. Cứ mẻ này chuẩn bị ra thì mẻ kia đã được nấu. Đây rồi, nhà đối phương đây. Nhà khu vực góc 6 giờ. Làm một thằng dân. Thằng thứ hai không? Én. Cắt một thằng dân lại. À, cắt một thằng cua, cắt một thằng cua lại để có thể xem thế nào. Nhưng mà kìa, con đối phương bò nhà một cách rất bài bản. Họ bò nhà dường như là để bẫy mình thôi. Vâng, rõ ràng bên trong chỉ cần một nhà BE là kín nhưng họ không thích. Vâng, tôi không thích. Tôi phải đóng E ra ngoài cơ, được chưa? Rộng hơn cơ, được chưa? Vâng, đúng là đội tuyển nào em Trung Quốc còn vẫn đang có được một cái gì đấy. Nhiều cái mà mình cũng cần phải học tập rất nhiều để có thể nâng cao được trình độ.
Vâng, timeline là 55/60, nâng cấp chặt của hai ở phút thứ 17. Một bài đánh 4A chủ động đắp ruộng và nâng cấp chặt của hai thì phút thứ 17 cũng là một điều cực kỳ dễ hiểu thôi. Bình thường thì 5A mà bài khỏe bài chuẩn thì sẽ là kích chặt của hai ở phút thứ 18. Nhưng mà 4A cái bài ra nhiều dân và đắp nhiều ruộng này thì kích ở phút thứ 17. Đấy là điều dễ hiểu rồi. Không có gì cả. Vẫn đang ở những thao tác cực kỳ nhanh đến từ game thủ Hồng Anh. 42 dân và game thủ Bất Liêu Tình là 37 dân. 42-37. Cái khe giữa con vực này và cánh rừng liệu rằng có hở hay không? Đấu quân ở mặt nhà BA rồi. Đối phương đang tất tay nhà BA trong tình huống này. Và game thủ Hồng Anh, nếu anh không kéo quân ở trong nhà ra thì nhiều năng anh sẽ bị mất nhà A luôn. Mà mất nhà A thì sẽ không thể sản được quân khi mà đối phương để đây chờ. 62, đó là timeline game thủ Hồng Anh. Số lượng dân đến từ game thủ Hồng Anh đang nhỉnh hơn. Vâng, đang nhỉnh hơn là 5 thằng. Và bây giờ thì mang đúng 5 thằng đấy ra đảo là số lượng dân cân nhau luôn. Nhưng mà có phải đảo hay không? Tôi nghĩ là vẫn đảo. Phải đảo. Nếu không đảo thì không được. Vâng, nhưng đảo từ tầm 30 giây trước. Còn không biết nở thêm một tên vừa mới ra liệu rằng có đỡ được hay không. Chứ nếu không thì cũng đã khá muộn rồi để đảo rồi đấy. Đã khá muộn để có thể mang dân ra đảo rồi. Như vậy là mình sắp nhiều dân hơn, bây giờ thì mang dân ra đảo lại chết nhiều hơn. Nếu như vậy thì lợi thế nhiều dân hơn nó không còn nữa rồi. Vâng, rất may là tơn cung R ra kịp thời và đối phương không có cung R viện trợ. Chứ nếu không thì tôi nghĩ rằng Hồng Anh mang dân ra đảo cũng chỉ là một hình ảnh mang tính minh họa thôi. Soi dân không? Vâng, bây giờ thì bãi gỗ thứ 3 đang bị đánh vào. Một địa điểm mà tôi đảm bảo rằng game thủ Bất Liễu Tình sẽ rất thích để có thể rất thích và sẽ cực kỳ chăm chỉ bắt game thủ Hồng Anh phải giao tranh ở đây. Chắc chắn như thế luôn. Khi mà giao tranh ở đây tầm 2-3 phút gì đấy, Hồng Anh bắt buộc phải ăn những cánh rừng bên trong nhà của mình. Và những cánh rừng bên trong nhà của mình nó sẽ để lộ ra những khoảng trống. Thì lúc đấy game thủ Bất Liễu Tình mới dứt điểm. Vâng, Hồng Anh đã biết điều đấy. Vâng, Hồng Anh biết điều đấy. Và bây giờ anh đang khắc phục bằng cách đứng những con cung gờ của mình cao hơn để cho nông dân có thể ăn được gỗ ở bãi gỗ thứ 3. Nhưng bây giờ thì bãi gỗ thứ 2 đang bị công vào. Hồng Anh vẫn đang đứng quân được. Một kích cung gờ vẫn đang ở ngoài để có thể kéo giãn đội hình đối phương ra. Vẫn đang là sóc 5A đều. Khả năng sóc cung và điều cung đến từ game thủ Hồng Anh là cực kỳ chuẩn. Anh vẫn có thể thủ ở nhà thôi. Bây giờ thì làm vàng là điều mà Hồng Anh cần phải tính đến. Sẽ là đánh về lâu về dài thôi. Nhưng mà đánh về lâu về dài thì Hồng Anh sẽ là bất lợi. Nhưng không thể công ở nhà đối phương thì bắt buộc game thủ Hồng Anh phải đánh về lâu về dài. Và đánh về lâu về dài thì đây là một lợi thế cho game thủ Bất Liễu Tình. Khi mà Bất Liễu Tình nhà đang đẹp hơn nhà game thủ Hồng Anh nhiều rừng hơn. Không thấy game thủ Hồng Anh làm vàng trong trận đấu này. Hơi khó hiểu. Tại sao vẫn chưa làm vàng? Một hai con nông dân làm vàng thôi. Hồng Anh đang có ý đồ. Nếu mà đổi nhà được thì tươi quá. Nhưng mà thì chỉ sợ là đối phương giật tân quân đi công kia về thì mình lại chết thôi. Mà mình bị bắt là mình lại chết thôi. Căng cò rồi. Khi mà game thủ Bất Liễu Tình đang giật tất cả những con quân đi công nhà game thủ Hồng Anh về. Về để đỡ nhà cho mình. Và bây giờ thì chạy được công khi mà những bóng nhà về đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều dần lên. Timeline tụt xuống còn có 63 thôi. Bây giờ thì Bất Liễu Tình timeline tầm khoảng 80.
Vâng, Bất Liễu Tình timeline khoảng tầm 80. Ốp A luôn vào nhà của game thủ Hồng Anh. Và như vậy trận đấu được kết thúc. Một tơn đi cùng rờ lỗi. Và cái giá phải trả là một trận thua hơi đáng tiếc của game thủ Hồng Anh. Nếu như đánh thêm tí nữa thì vẫn còn có nhiều cửa hơn. Nhưng mà bị bắt mất một tơn cung giờ đấy thì đau quá. Đánh về lâu về dài thì trận đấu này Bất Liễu Tình là người lợi thế. Có lợi thế thôi chứ không phải là chắc thắng. Nhưng mà trận thi đấu này nhìn vào nhà Bất Liễu Tình xem nào. Vâng. Trận này nhà Bất Liễu Tình. Nhưng có thể dễ thủ hơn nhà game thủ Hồng Anh thật. Nếu mà đánh về lâu về dài thì Bất Liễu Tình có lợi thế hơn. Anh sẽ bung ra cái khu vực góc 3 giờ để có thể làm ăn. Và rất nhiều rừng trên này. Cũng hơi khó anh cho game thủ Hồng Anh. Anh đã quyết định là không thủ nhà. Mà đem hẳn kích cung R đi công để lấy được lợi thế. Có một tơn ảo. Và tỷ số hiện tại đang là 1-1. Dành. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu bản lề trong thể loại solo xem.